Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh chợ phiên Tây Bắc các bạn. Và hiện tại thì mình đúng đang đứng ở trên chợ phiên, nhưng mà đây là chính xác đó là chợ phiên Bắc Hà, chợ gia súc, một phiên chợ khá là nổi tiếng ở trên vùng cao. Và nói chung là mình đang đứng ở khu vực chợ Châu. Thì bây giờ nó rơi vào tầm 9 rưỡi rồi các bạn. Buổi sáng thì rất là rét. Còn buổi hiện tại bây giờ thì trời bắt đầu nắng. Cái hôm trước nữa thì trời nó âm u, nhưng mà được cái hôm nay nắng mình rất là thích các bạn. Sáng rét, trưa nắng. Đó, nó ấm các bạn, nó mà mưa phùn thì cũng khổ. Vâng, xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ở trên kênh. Đấy, chúng ta đang đi chợ phiên chợ Châu các bạn. Tóm lại là chợ Châu thì cuối năm thì mình thấy bán khá là chạy, nhưng mà giá cả thì nó không được lên cao các bạn. Đấy, nó không được, nói chung là bán không được giá mấy. Bây giờ thì là mình sẽ đi đi vòng vòng quanh chợ để quay cho mọi người xem nhé. Đấy, các bạn thấy video hay hãy đăng ký cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là một con này chắc chắn là bò lai đấy các bạn. Tai to, yếm bùng nhùng. Đây, con bò ta thì mình thấy tai nó nhỏ gọn hơn. Con này chắc là con bò lai. Con này hình như nó chưa lên u các bạn. Thường thường là mình thấy một số con bò tầm này là nó lên u to rồi, nhưng mà con này thì chưa thấy lên này. Đấy. Con này thì nó hơi gầy nha các bạn nhé. Nó chưa độ thương phẩm. Nó hơi gầy. Và hình như là nó cao khoảng 1m25 đấy các bạn. Đây. Con bò này là con bò cái. Không biết là người ta báo giá với giá là con nhiêu, bao nhiêu con này. Mười mấy. Con này chỉ rơi vào tầm mười mấy thôi các bạn. Mình nghĩ là con này nó rơi vào tầm 16. Đoán vậy các bạn. Bởi vì là nó chưa có độ béo. Đấy, nó hơi gầy. Một em bò lai. Đấy, ở đây cũng có một con trâu này, trâu di. Con trâu này chắc chắn là con trâu di các bạn. Đấy, cổ u. Dòng trâu di. Con này sừng nó to so với ngoại hình con trâu các bạn. Đây. Đấy, con này chắc nó rơi vào, con này cũng già rồi các bạn. Nó rơi vào 6-7 tuổi rồi. Cổ u, dòng châu di, thịt chắc. Đây. Đấy. Con này mình nhớ không nhầm là sáng người ta đã báo là tầm 24 triệu các bạn. Đây là con này, 24 triệu con châu di này. Đấy. Đấy, châu bò buộc quanh xe luôn đây. Đấy. Dây thừng buộc quanh xe luôn. Còn là những con bò này nó rơi vào tầm 14, 15, 13, 13, 14 các bạn. Hoặc là thậm chí là con này 12 thôi. Con này 13, 14. Nói chung là mình không thấy chủ đâu nên cũng không hỏi chính xác cho các bạn được. Xe biển số 89C. Đấy, đây cũng có một con trâu này các bạn. Trâu này dáng thấp, dòng trâu di. Đấy. Nó có lông màu đỏ này, chắc là trâu nhốt chuồng các bạn, nên nó có mông lông màu đỏ đỏ. Con này người ta đang báo là 26 triệu. Đấy. Báo vậy thôi các bạn, không biết là đã bán được chưa. Ừ.
đập trá này. Bây giờ xe này chở nhiều nhỉ? Buộc quanh vòng quanh xe 1, 2, 3, 4, 5. Buộc nhiều lắm các bạn. Đôi này, 4 này, 6 này. Đấy. Cả bò bên này nữa. Và bên này thêm một con trâu nữa các bạn. Con bên trong nó bắt bao nhiêu em? Bên trong 15 triệu một con. 30 triệu một cặp. Để hai con được nhỉ? Sao cái u này lên cao thế nhỉ? Bao nhỉ? Nó thế. À, cái giống này nó thế nhỉ? Cái giống kia nó khác nhỉ? Hai con này người ta đã bán rồi các bạn. Hai con bò 15 triệu một con các bạn. 15 triệu một con. Đấy, chợ hầu như là các thương lái người ta mua hết rồi các bạn. Ở đây là chỉ còn sót vài con thôi. À, bên đây đây. Người ta đang xem tiếp đây. Mình sẽ đi tham khảo xem các bạn. Con này thì nó gần cũng em con kia. Đấy. Con này con kia thì 15. Mà con này chắc cũng 16, con này bụng to. Nhưng mà con này con này cũng tầm 15, 16 đấy các bạn. Nó giống mấy hai con kia. Hai con kia thì 15 triệu một con. Ở xe này có cả con lợn trên này các bạn ạ. Đây, con lợn 24C xe mới nhỉ. Xe này mới tân trang hay sao mà mới thế. Xe mới mua anh? Sơn lại. À sơn lại, tưởng xe mới đét đi chở trâu này. Năm rồi. À. Nhìn mới đét. Trên này có con lợn. Trên có con lợn bản to. Ôi giời ơi, đây còn hai con bò to này. Con này to này các bạn ơi. Đây đây đây. À, hai con bò này chắc phải đầu 3 các bạn, 32 triệu. Tầm đấy các bạn. Con này đen này. Con này to đen. Đây. À, mấy con này mình không thấy chủ đâu các bạn. Nhưng mà mấy con này khá là to. Chắc là to nhất chợ các bạn. Mình đoán là tầm đầu 3 rồi. Khoảng 32 triệu các bạn. Đây. Mấy con này béo đẹp. Ngoại hình sáng sủa đẹp. Ở trên kia thì xe kia chở một con lợn nhỉ các bạn nhỉ. Lợn bản. Đấy. Bởi vì là trong người ta chở trâu bò. Ở trên thì người ta phải cho lên trên. Bởi vì là trong dưới là con trâu con bò nó sẽ giáp vào con lợn các bạn. Ok các bạn nhé. Chúng ta đang đi chợ phiên chợ Bắc Hà. Ôi con trâu. Đấy, giả tiền ra rồi. Chim bầu. Chắc là người ta đang giao dịch con trâu này các bạn. Con trâu này thì nhìn đang hiện tại thì mình đang ngồi ở trên cái
cái hành lang này các bạn. Nhìn thấy con trâu bên dưới thì gọi là con trâu này tầm trung thôi, không phải là to. Đấy, nhưng mà nó khá là béo, đầy đặn. Ý nói mình nói to nên là to so với những con to nhất ở chợ ngày hôm nay các bạn, thì nó cũng gọi là bình bình. Đấy, khá là béo. Như là bác này bác không bán ấy, chắc là giá nó chưa hợp lý các bạn. Đấy, có đấy, nếu mà so như kia là bác nó cao khoảng 1m3, trên 1m3 một tí các bạn. Mét mấy bác? Mét 35 không? Mét 3 thôi nhỉ? Hả? Tính 1m35. Vâng, 35. Châu đánh nhá. Châu đánh nhá. Chưa, làm gì được 1m4 con đấy. 1m35. À đo đấy. 1m35. Chắc là tính từ cái vai trước của nó mới cao. Cái vai trước của nó là cao các bạn. Bác ấy đang xem răng. À, với con này chắc đã phải về 4 tuổi à đâu, 5 tuổi, 5 tuổi nhỉ. 4 tuổi ạ. À, chắc có 4 tuổi rưỡi, tầm 4 tuổi rưỡi. Này. Vừa đấy bao nhiêu bắt tay rồi bác không bán đấy bác? Châu rẻ quá thì coi như là 43 thì bán rồi, nhưng mà à, nhưng họ vừa trả bao nhiêu ấy? Trả 42. À, lệch 1 triệu nhỉ? Lệch 1 triệu. Con này xuống nhìn xem bao nhiêu tạ hơi. Ừ, cao phết đấy. Mình đứng trên kia nhìn nó thấp. Xuống đúng rồi. Và cháu đứng trên cao nhìn nó thấp. Chứ miếng 35 nó mỏng, nó đồn 1m35 này. 43 triệu. Nói thế vâng. Thì là thách, thằng nó cũng thôi. Người ta xem người ta cũng biết hết mà, giấu nào đi. 40 triệu rồi. À. 6 6 6 4 2 đâu? 5 5 4 7 6 à. 6636. Anh hôm nọ lên tivi bị con trâu nó húc ở dưới chợ Cung Ly đi. Thấy chưa? Thấy rồi. Ngon chưa? Thấy rồi. Đó. Hôm nọ đi xem chợ trâu nhưng mà hôm đấy là chưa kịp xem. Con trâu nó chạy về nó húc vào người. Con này sừng đẹp, con này có sừng đẹp các bạn. Sừng chắc chắn. À cái sừng màu đỏ nó húc vào cái thành xây à, cái hàng thành sắt kia ạ. Mình cứ tưởng là họ đánh dấu họ mua rồi. Con này chắc trâu nhá. À, con này rất là chắc thịt các bạn. Còn à đấy, chân tay đầu gối móng đẹp này. Đấy, móng này là khá là đẹp đấy các bạn. So với con trâu móng như này là khá là tuyệt vời. Đây này. Móng gọn, đẹp, chắc chắn. Trâu chắc thịt. Con này béo tí nữa thì tuyệt vời các bạn. Đấy. Ừ. Chắc thịt lắm các bạn. Đấy, da cũng dày, chắc thịt. Đấy, móng chân tay các bạn nhìn gọn gàng đẹp, sạch. Đấy, những móng con trâu như này là móng rất là đẹp nhé. À, con này thì vẫn chưa giải quyết xong ạ. Không biết là tình hình cuối giờ thế nào nhưng mà con này hiện tại thì người ta vẫn chưa giao dịch được. À, bên kia có một con trắng kìa các bạn ơi. Bên kia có một con trâu trắng. À, con đấy không biết là bao mấy. Thì là tí nữa mình sang mình hỏi cho các bạn xem nhé. Con em trâu trắng, trâu hồng. Đấy, con đấy sừng nhìn ở bên xa xa này con đấy khá là to.
Đấy, con đây sừng to các bạn. Đấy, chợ trâu thì bây giờ tan hết rồi các bạn. Đấy, ngoài kia khu vực chợ ngựa, nhưng mà ngựa hôm nay cũng ít các bạn. Ngựa hôm nay so với tuần trước là ngựa hôm nay ít. Rồi ok, có lẽ là mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha các bạn nhé. Đấy, các bạn xem video như đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.